Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 8, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ PC07 thành phố Hồ Chí Minh thông tin phối hợp với lực lượng chức năng quận Gò Vấp điều tra vụ hỏa hoạn tại căn nhà số 359 Quang Trung, phường 10 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn kèm theo mùi khét. Khi đến kiểm tra, phát hiện ngôi nhà tại địa chỉ số 359 đang bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Trần Việt Danh và bà Trần Thị Việt Hòa, con dâu ông Danh, đã thoát nạn qua ban công, lối thoát khẩn cấp phía trước nhà. Còn anh Nguyễn Ngọc Danh, con của ông Danh, thoát nạn ra phía cửa chính. Nhận tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản trong ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.